Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng hôm thứ Năm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với blogger Trương Duy Nhất. Hồi tháng 3, ông Nhất đã bị tuyên án 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, vì các bài viết trên mạng theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, 12 bài viết của ông Nhất có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước và đưa ra những cái nhìn bi quan, một chiều về tình hình kinh tế, xã hội, gây hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng tới lòng tin của quần chúng nhân dân. Luật sư Trần Vũ Hải, người bào chữa cho ông Nhất, từng nói với VOA rằng blogger này đã không được phép nói nhiều trong phiên xử sơ thẩm. Chính phủ Hoa Kỳ từng kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Trương Duy Nhất và các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép người Việt bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa. Hà Nội từng dẫn số người dùng Internet lên tới hàng chục triệu người, làm bằng chứng cho quyền tự do sử dụng mạng của người dân. Nhưng Việt Nam nhiều năm qua đã bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt vào danh sách các nước là kẻ thù của mạng Internet.